Không ngờ, loại bột bán đầy rẫy khắp nơi này lại có thể diệt cả họ nhà kiến. Hàn the có tác dụng diệt kiến cực đỉnh mà ít bà nội trợ hay biết. Mùa xuân vừa qua, hè vừa chớm là lúc kiến ùa ra khỏi tổ để kiếm ăn lũ lượt. Chỉ cần rước một chút đồ ngọt ra là chỉ sau vài chục phút, nhà bạn đã có hàng trăm vị khách không mời mà đến. Thay vì dùng một số hóa chất xịt, bạn có thể tự chế một hỗn hợp, đặc biệt từ hàn the để tống những ông thần không mời ra khỏi nhà. Kiến thợ nhặt thức ăn lỏng, còn kiến chúa và kiến con ăn thức ăn đặc. Dựa vào đặc tính này, bạn có thể chế hai loại thuốc diệt kiến, dung dịch lỏng diệt kiến thợ. Bạn cần chuẩn bị 1 phần 2 tách, 100 g đường, 1 1 phần 2 thìa hàn the, 1 1 phần 2 ly 350 ml nước ấm bát đựng bông gòn. Đầu tiên, đổ đường và hàn the vào bình, hàn the sẽ diệt kiến và đường sẽ thu hút chúng. Hàn the không phải là thức ăn của kiến, vì vậy chúng sẽ không đến gần nó, đường sẽ là một mối câu hiệu quả. Đổ thêm nước vào trong bình, bạn có thể sử dụng bất kỳ nhiệt độ nước nào, nhưng nước ấm sẽ giúp đường và hàn the hòa tan tốt hơn. Dùng đũa khuấy cho đến khi tất cả đường và hàn the hòa tan hết. Nhúng bông gòn vào dung dịch, số lượng bông sử dụng tùy thuộc vào số lượng kiến tấn công nhà bạn. Nếu bạn còn thừa bông tẩm dung dịch, cho vào trong bình, đậy nắp kín và để ở góc khô, dâm mát để sử dụng sau. Để miếng bông tẩm dung dịch ở đường đi của kiến. Nếu không muốn để sàn nhà hoặc gờ cửa sổ bị bẩn và dính, bạn có thể đặt quả bóng bông trong một chiếc bát hoặc đĩa rồi đặt ở đường đi của chúng. Chú ý nên đặt ở vị trí cao vì hàn the cũng rất độc đối với con người và vật nuôi bột diệt kiến chúa và kiến con. Bạn sẽ chỉ cần hai thành phần đơn giản, borax và đường. Kiến thợ sẽ không ăn bột rắn, nhưng chúng mang nó trở về tổ cho kiến chúa, kiến con và ấu trùng. Trộn đều 3 phần đường và 1 phần hàn the, hãy chắc chắn rằng bạn đảm bảo đúng tỷ lệ 3 một này. Rắc bột trên đường kiến đi. Nếu những con kiến đang vào nhà bạn qua cửa sổ và cửa ra vào, hãy rắc bột qua cửa và trên khe cửa sổ.